Ok, xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Chúc các anh em xem video clip sẽ có những cái giây phút thư giãn và giải trí anh em nhé. Và như thường lệ thì phần đầu clip tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các anh em Trần Đức Trung, anh em Minh Quang, anh em Thanh Trần, anh em Bảo Phạm, anh em Lam, anh em Kunilu, anh em Vũ Luận và cuối cùng là anh em Hải Bếu. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn các anh em rất là nhiều. Và đặc biệt những anh em mà hôm nay tôi cảm ơn thì các anh em đã theo cái chặng đường rất là dài với kênh Game Today. Đấy, các anh em xem kênh từ rất lâu rồi, chắc cũng được khoảng 3-4 năm. Đấy, có anh em thì là 5 năm. Đấy, ví dụ anh em Hải Bếu thì chắc là tôi nghĩ là cũng rơi vào đâu đấy tầm khoảng 4 đến 5 năm rồi. Tôi rất là lấy làm cảm kích cũng như là cảm ơn các anh em đấy, về cái tình cảm của anh em dành cho tôi. Các anh em đến với tôi thì cũng có rất nhiều anh em đấy, và có những cái người đến, có những cái người đi và có những cái người ở lại. Thì những cái người mà đến tận bây giờ vẫn còn ở lại xem kênh, ủng hộ tôi thì thực sự là tôi rất là lấy làm cảm kích, cảm động trước cái tình cảm đó. Có thể là anh em không chơi cái trò này nữa, nhưng mà anh em yêu quý tôi nên là anh em vẫn xem và anh em vẫn ủng hộ tôi. Thực sự là rất là cảm động trước cái tình cảm đó. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Phải nói không ngoa khi mà tôi cái việc tôi ra clip đều đặn và tôi ra clip thường xuyên cũng là nhờ vào các anh em. Đó. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ làm một cái video clip cuối tuần anh em nhé. Là một cái trận đấu thật là bùng nổ. Đấy, nó xứng đáng với một cái video clip giải trí cuối tuần. Để xem là tôi đã chơi cái gì. Đầu game nó ra những cái con Hunter rất là ok. Đầu game ra được những cái con Hunter dễ đánh được chuyện thắng lắm anh em ạ. Đấy, chúng ta có Hunter sớm là tôi cũng chốt những cái món đồ để có thể chơi cái bọn Hunter này. Cố gắng là làm sao để có thể đánh chuyện thắng đầu game anh em ạ. Ra hai con rồng sớm cũng ngon đấy chứ, đúng không? Hai con tăng cơ phía trên. Sau này khả năng là thắng không? Chính ra cái bọn ba Hunter đầu game này nó cũng khá là yếu. 6 Hunter cơ, 3 Hunter này tôi thấy là cái tỷ lệ mà đánh được 2 phát ấy nó khá là ít, không nhiều. Fallen Witcher à, ra sớm à. Fallen Witcher ra sớm làm tí Fallen đúng không nhỉ? Round này mà thắng thì mua Fallen. Cái round này thì bắt buộc là phải up lên level 5 rồi, chứ còn không thể để level 4 được. Ok. Nhìn nhiều Hunter như này nhưng mà vẫn là kết hợp 3 con Hunter thôi là nó cũng hơi yếu. Mà bây giờ nếu mà có một con Fallen 2 sao thì là cũng ok đấy anh em ạ. Ra Fallen này có thể nó sẽ gánh cho tôi đến lúc mà chúng ta lên được 6 Hunter. Bây giờ mà ra Glitter có khi chuyển Glitter ngon hơn 3 Hunter đấy anh em. Để Hunter này tôi thấy cái tỷ lệ nó bắn 2 phát nó không được nhiều lắm đâu. Ok, mua Fallen này đã này. Đấy, Hunter đao nào cũng thấy có ra Hunter nhá. Ngon không? Quá ngon. Thiếu một con nữa thôi. 5 Hunter rồi, chỉ còn thiếu một con nữa. Con bây giờ ra con gì? Con Wing Ranger. Chỉ cần ra Wing Ranger thôi, chúng ta sẽ có ở level 6, 6 Hunter bắn chay máy luôn. Trận này cũng có thằng chơi Witcher kìa cả. Chơi Witcher có mua Fallen rồi, Glacier Witcher. Witcher trận này bây giờ mới để ý anh em ạ. Một mình tôi Việt Nam luôn. Một mình tôi Việt Nam đấu với cả toàn Thái Lan. Ui Thái to này. Thế round này thua à? Ăn nổi không? Tôi nghĩ là khó đấy. Rao này ăn hơi khó. Nhiều 2 sao ạ. Thằng này 4 cơ lai có 2 con 2 sao. Ngồi không? Ok. Ui giời, tí nữa thì được anh em ạ. Nói chung là khó. Rao đấy cũng xác định là mất chuỗi à. Hunter này là phải kẹp có con Skull Hunter ấy, xong kẹp đỏ ấy. Ra đầu game thì ngon nhưng mà bây giờ chưa có. Bây giờ ra Skull Hunter là cũng kích được 6 Hunter này. Không cần phải ra Wing đâu, ra Skull cũng được. Đợt này thì tôi cũng làm khá chăm anh em thấy không? Hôm qua nghỉ thôi, có ngày hôm qua nghỉ thôi chứ còn
về cơ bản là 2 tuần rồi là cũng chưa nghỉ ngày nào đâu, là làm đều luôn đấy. 2 tuần rồi ra clip liên tục, chưa có nghỉ một ngày nào. Có nghỉ ngày hôm qua là nghỉ bởi vì ngày hôm qua mệt quá. Ngày hôm qua nó có nhiều việc anh em ạ, công việc nó khá là bận. Nên là nếu mà một tuần mà có một ngày nghỉ thì cũng anh em cho tôi xin phép là được một ngày. Nếu mà chả may mà nó có mệt quá thì nghỉ một ngày anh em nhá. Nghỉ một ngày lấy sức, sau đó ngày tiếp theo lại có sức lực để mà có thể cống hiến phục vụ anh em. Anh em thấy là cái giọng tôi hôm nay nó cũng có tí ngạt mũi ấy. Đó. Hôm qua thì nói thật là không thể lên clip được bởi vì là nghe nó chán lắm anh em ạ. Giọng nó không hay. Nên là nói chuyện nó cũng mất đi cái chất lượng của video. Nên là hôm nay đỡ hơn một chút thì làm clip. Đấy, hôm qua thì ra clip thì tôi nói thật với anh em là anh em nghe nó cũng thấy khó chịu. Chưa kể là ho nữa. Ho khụt khịt. Giọng thì nó cũng bị ngạt ấy. Nó cũng có một tí ấy, nó cứ kiểu là bị tịt mũi. Rất là khó nghe. Hôm nay thì nó đỡ rồi đấy. Hôm qua nó rất là nặng. Không hiểu sao bước sang năm mới, năm 2024 rất là nhiều lần là bị ốm luôn. Từ đầu năm đến giờ chắc là cũng phải 2-3 trận rồi. Ốm liên tục luôn ấy. Bây giờ mình có tháng 3 thôi mà 3 trận đấy, anh em biết là tháng nào cũng bị ốm. Đấy. Không hiểu là do là sức khỏe mình đi xuống hay là như nào. Ui, gặp thằng này lại thua rồi, anh em ạ. Gặp thằng này chắc lại thua. Warrior thì nói chung là không đỡ rồi. Con Berserker lìa dìu phát chết hết luôn. Sáu Hunter này. Ôi giời ơi, bây giờ mới ra. Lại còn đang đánh chưa thua chứ. Lại thành là Echo ở đây này. Thôi, chắc là Echo à. Có lên up 6 không? Tôi nghĩ là vẫn sẽ up 6 thôi. Nha, 6 Hunter thì giữ máu tốt mà. Cũng chả cần phải eco đoạn này làm cái gì. Đánh bổ củi cũng được, nhưng mà cứ lên 6 cho nó giữ máu. Chứ còn đánh ở 5 này 3 Hunter nó cũng không giữ máu mấy đâu. Cứ phải 6 Hunter vào nó mới giữ máu, mà dù toàn 1 sao thôi cũng được. Chỉ tiếc mỗi cái là cái con rồng ấy, nó không lên được 2 sao thôi. Chứ nó ra 2 con rồng sớm là cũng ngon đấy nhá. Mà lên được 2 sao thì cái con này nó mới có giá trị. Chứ còn nếu mà ôm 2 con 1 sao này thì nó khá là yếu. Con rồng 1 sao này lúc mà nó hết máu rồi nó mới hóa hình thì nó cũng chả được bao nhiêu. Ui dồi ôi, ra cái món này hả? Thế thì lại chơi Hunter rồi. Tôi đang định là chuyển sang là chơi Witcher đấy. Mà chơi Hunter. Ra được cái món đồ chấn phái của bộ Hunter đây mà không chơi phí nhỉ. Nếu mà ra luôn thế này thì lại không cần phải up 6 Hunter đâu anh em ạ. Ra luôn thì chúng ta cần kẹp 2 con súng vào thôi. 2 con súng gây đam thôi. Tôi tưởng là không ra được cái món đấy thì lên 6 như có cái món là ngon rồi. Được. Hai con súng có cái khả năng kích lùn nó sẽ đam nó sẽ rất to. Thế thì thôi từ từ đã anh em ạ, cứ bình tĩnh. Để xem là có 2 sao không đã rồi chúng ta mới up cấp. Phải có 2 sao đã. Mà đã up cấp là đánh chuyện thắng luôn. Cứ bình tĩnh chậm rãi thôi. Đoạn này thở tí đã anh em ạ. Thở tí đã. Đằng nào đang đánh chuyện thua. Tôi cũng không mua 2 con eco tôi vứt vào. Bởi vì bây giờ hay hết hàng chờ rồi. Cái hàng chờ phía dưới là tôi đang muốn là bọn nó lên 2 sao. Sau đó là tôi đánh chuỗi thắng luôn. Tôi up cấp lên tôi đánh chuỗi thắng luôn. Đấy có 6 Hunter rồi mà. Thế nên là tôi không có mua những cái con eco tôi cho. Mặc dù tôi có cái cơ hội là mua 2 con eco tôi cho vào rồi đấy. Nên tôi không mua. Nếu mà mua thì tôi sẽ phải bán đi những cái hàng chờ này và tôi không muốn bán. Đấy nó sắp lên được 2 sao rồi mà. Đó, còn tôi để như này nó vẫn giữ được máu. Để như này là chúng ta vẫn có con súng kẹp lùn là nó có thể nó gây được đam để nó giữ máu. Ừ, gặp thằng Echo rồi. Thằng này sướng nha. Được cái chuối cộng 8, không có ai phá cả. Chắc là tôi là cái thằng duy nhất là có khả năng phá của nó. Tôi lại không có bỏ Echo vào. Tôi hết hàng chờ rồi anh em ạ. Thôi kệ nó đi. Cứ để nó như thế. Tí nữa nó comeback thì tính sau.
Rồi, đằng nào tôi cũng có 6 Hunter rồi anh em ạ. Tôi có 6 Hunter rồi, nó giữ máu khá tốt. Ở đây có kẹp lùn nữa. Đấy, thực ra thì thôi nha, nhưng mà 85 máu này, sau đó là level 6 40 tiền thì nó cũng là một cái ok đấy anh em ạ. Giữ máu tốt đấy. Trên này tôi đang có một cái ý tưởng. Đấy là chúng ta sẽ kẹp cái con Fallen này vào trong cái bộ Hunter. Để xem là liệu rằng cái con Fallen này khi mà được kẹp Hunter và kẹp lùn thì nó có khỏe không anh em nhá. Đấy, chưa thử bao giờ. Chúng ta thử ra. Xem là liệu rằng nó có khỏe không. Fallen thì tôi nghĩ là nó còn mạnh hơn con súng cơ. Con súng ở trong cái bộ Hunter này nó rất khỏe rồi. Thì không biết là con Fallen kẹp Hunter vào thì nó có liệu rằng có khỏe không. Khi mà nó có cái khả năng là đánh nhanh từ cái bộ Hunter. Không biết là nó sẽ thế nào đây. Nó sẽ khỏe hơn hay là yếu hơn cái bộ Glacier kết hợp với cả Fallen Witcher đây. Trong cái bộ Hunter này thì Fallen nó cũng sẽ được bắp cho là mắc tóc đấy anh em ạ. Rồi để xem là liệu rằng nó có khỏe không anh em nhá. Trận này cũng có một mình tôi ở trên Hunter thôi. Trận này có Clyde. Clyde to đấy. Thật Clyde lên được cái con ngựa lên được 2 sao rồi. Rất to luôn. Mới đang 13 thôi. Hên nhỉ. Mẹ nó chơi Clyde mà nó lên được từng này con 2 sao. Trong khi tôi chơi Hunter tôi còn chưa có con nào 2 sao luôn. Ngoài ra trận này còn có cả 9 Warrior nữa. Insectoid cũng có luôn. Thằng Insectoid mạnh ấy nhở. Hai thằng Insectoid. Ui mẹ ơi, trận này hai thằng Insectoid ạ. Chơi định chơi là mèo heo đây. Mèo heo gấu à. Sợ phết nhỉ. Hunter này sợ Insect phết đấy. Hunter này khá sợ Insect. Liều mình chơi quả có ok không nhỉ. Tôi đang suy tính là liệu trận này có nhiều Warrior, nhiều Insect này có lên chơi không. Chứ tôi thấy là có vẻ hơi toang ấy nhá. Mẹ ơi, anh em nhìn con tử thần nó bay vào, nó bổ cho một phát, nó bay màu gần hết luôn. Khỏe thật sự. Trứng này. Trứng này bây giờ để dành cho Fallen anh em nhá. Hay đập cho súng nhỉ. Bây giờ đối thủ cũng chả có thằng nào nó có chuỗi cả. Đập cho súng thì bây giờ nó hơi phí. Nhưng mà round này mà không đập cho súng thì tôi sợ là toang quái á. Thôi tôi nghĩ là đập luôn đi. Tôi lại không muốn up cấp cái round này. Nó hơi phí tiền. Để ở level 6 tôi nghĩ là cũng có thể ăn được rồi. Nhưng mà con súng nó phải lên được 2 sao. Đấy, con súng 1 sao tôi nghĩ là toang quái. Nên là thôi, chấp nhận là hy sinh của trứng này cho con súng vậy. Cái này một vớ vẩn nó chưa ăn ai đâu. Lấy được 2 sao chưa chắc ăn được đây này. Thôi chết rồi, nó bớ con súng rồi kìa. Giết thêm con nữa không. Ui rồi ôi. Đừng có toang quái nhá. Skull Hunter vẫn sống, vẫn có thể gọi được đệ ra. Ok ok ok. Tôi nghĩ là sẽ ăn được thôi. Gọi thêm con đệ nữa. Rồi. Không sao không sao không sao không sao. Ăn được ăn được. Mày thế. Hú hồn anh em ạ. Rồi đây rồi. Những cái con 2 sao đầu tiên của tôi. Dìu pha lê à? Được. Thôi lấy cái những cái món đồ đam tay thôi anh em ạ. Cho đến hiện tại chưa có Fallen 2 sao thì con súng nó vẫn là cái con gánh thôi. Súng 2 sao tôi nghĩ là kẹp 6 Hunter là có thể là giữ máu với cả thậm chí là có thể đánh được chuỗi thắng á. Nếu mà chúng ta lên được level 7. Trận này có thằng là chơi Warlock à? God Warlock ác mộng. Cái thằng Echo là ui, thằng Echo cắn máu lên được nhiều máu ấy kìa. Còn thằng này thì sao? Thằng này lên được cái con gấu mết 2 sao rồi này. Có ý định ở chơi Insect không hay là chuyển sang chơi Shaman đây? Trận này chính là chơi Shaman mết cũng ngon nhá. Ra được gấu mết 2 sao mà vẫn đam mê với Insect thì tôi cũng chịu luôn á.
Trận này chơi Saman, nếu bắt cầu ra gấu Saman là đánh 6 Saman kết hợp với cả 3 mét là cực kỳ mạnh luôn. Ra được mèo cái là vô địch. Để xem nào. Úi ôi, thằng Eco là không chơi Warlock. Đó, chuyển sang là chơi trộm chó rồi kìa. Thế thì chắc là phải rèn kiếm cái đồng xu thôi anh em ạ. Chắc là tôi phải rèn kiếm đồng xu gấp rồi. Trận này mà có trộm chó thì ít nhất là phải 2 đồng xu. Một là cho súng hay là cho Fallen anh em nhá. Tôi rèn cái đồng xu rồi đã. Đèn đấy, không ra đồng xu. Không sao, tôi vẫn sẽ rèn ở cái round 20. Sau round 20 tôi sẽ rèn kiếm cái đồng xu. Thằng này là chơi ở này, thằng này chơi Witcher này. Witcher Glacier đấy. Nhưng mà cái sợ cái bộ này tôi cũng không sợ lắm đâu. Bộ này không sợ. Tôi nghĩ là Ron ở level 7 anh em nhá. Ron level 7 thôi. Vớ vẩn, biết đâu lại ra con súng 3 này. Ra súng 3 sớm mới ngon. Bây giờ thiếu 4 con nữa thôi. 4 con súng nữa thôi. Dừng lại, cái bộ này chơi được ở level 7 mà. Level 7 dừng lại roll full 2 sao với con súng 3 thì cũng được. Trong lúc đấy đi kiếm con Fallen. Tôi nghĩ là được đấy. Không đến lỗi mà mất quá nhiều máu đâu, bởi vì chúng ta có loon nữa mà. Chúng ta có loon, chúng ta có 6 Hunter. Có thua mất chút máu thôi, trừ khi cái thằng Insect kia nó to lên. Thằng Insect mà nó to lên thì nó sẽ đẻ, nó sẽ rất là căng. Vì chúng ta không có khả năng hồi máu. Mà trận này cái thằng này to này, cái thằng này cực kỳ to luôn. Không biết có ăn nổi không. Thằng này xanh sớm, ra Clay sớm từ đầu. Ấy, nhưng mà tôi có lùn nữa, đam của tôi rất to nhá. Ăn được không? Úi giời, bắn đau lắm. Quá tuyệt vời anh em ạ. Thực sự là Hunter là giữ máu với cả nó khá là khỏe đấy. cái lần roll này đen nhỉ, không roll được cái gì luôn này. Đây rồi. Chỉ ít là cũng phải như thế chứ. 6 Hunter kẹp với 2 bit thôi, nhưng mà rất khỏe. Tầm này là có thể tự tin được rồi. Thằng Insect là cũng đang xuống dần đấy kìa. Cái thằng kia cũng không biết là nó lại chuyển sang Warlock kìa anh em ạ. Nó lại thế chứ, nó cứ lừa tôi thôi. Vừa nãy thì nó bỏ hết những cái con Warlock đi, xong rồi nó mua trộm chó, bây giờ nó lại nghĩ lại rồi. À đúng rồi anh em ạ. Bởi vì cái trận này là nó có Warrior rồi, nó có Insect. Đấy, rất có thể nó sẽ có Saman nữa. Thằng kia nó câu ra được cái con gấu Saman, tôi nghĩ nó sẽ quay xe thôi. Con gấu mết nó lên 2 sao rồi, mà bây giờ chỉ cần câu ra gấu Saman thì tôi nghĩ là sẽ quay xe đang chơi Saman thôi, chứ chả ai mà đi mà lại bán hết đi để mà chuyển sang Insect cả anh em ạ. Thế nó hơi sai. Đấy rồi, chỉ còn 3 con súng nữa thôi. Quá tuyệt vời. Ok. Như này đi. Chả phải kẹp bit. Kẹp 2 con súng này ngon hơn này. Hai con súng, cả hai con súng nó đều được cái hưởng cái bộ lùn. Đấy, hai con súng 2 sao kẹp với cả bộ lùn cũng ok. Có một cái là cái trận này tôi có ý định là chơi kết hợp con Fallen với cái bộ Hunter mà giờ nó không ra Fallen. Có nên là chơi tiếp không nhỉ anh em nhỉ? Hay là thôi chơi Hunter truyền thống thôi. Chơi Hunter truyền thống thì súng sắp lên được 3 rồi. Kể ra mà chơi Hunter truyền thống thì nó cũng coi như là uy tín luôn. Trận này ra cả MM đây này. Bao uy tín luôn đấy anh em ạ. Thôi để rèn kiếm cái xem nào. À nhưng mà cần gì đồng xu nữa đúng không? Không cần đồng xu nữa. Nó có chơi trộm chó ở đâu. Thế thôi. Rồi, roll tiếp anh em nhá, kiếm mấy con súng.
Bây giờ mà chơi Hunter truyền thống thì nó lại meta quá nhỉ. Anh em nhỉ. Nó lại hơi meta. Chuyện này chắc thôi nhỉ. Đồng xu chắc không cần nữa đâu. Thằng này nó chuyển sang Warlock rồi anh em ạ. Thằng Eco chuyển sang Warlock rồi. Thôi lấy cái kiếm đấy. Insect này. Thằng này nguy hiểm này. Khá nguy hiểm đấy. Nhưng mà bây giờ thì chưa sợ. Tí nữa cơ. Bây giờ thằng này chưa to. Hunter vẫn có thể cân được. Có chuỗi luôn. Gấu à. Ờ cái lần roll, mấy lần roll gần đây không thấy ra là con nào là sao nhỉ? Ờ. Đừng có bảo là ra được 6 con súng xong rồi thôi luôn nhá. Cho tôi lướt lên cái con súng 3 sao đi, xong rồi tôi up cấp lên. Đánh kiểu truyền thống một tí anh em ạ. Coi như là giữ máu đi. Tí nữa mà ra full lần thì tôi sẽ cho vào thôi. Còn không ra thì chắc là tôi cũng sẽ phải đánh Hunter thôi, chứ biết làm nào, đúng không? Chứ còn nếu mà bây giờ mà cứ chăm chăm vào chơi full lần, tôi nghĩ là nó không ra thì cũng chịu luôn đấy. Để xem có ra không đã chứ. Tất nhiên là tôi vẫn sẽ roll cái con súng 3 sao ở level 7 đấy. Trong cái lúc đấy mà không ra là full lần thì chúng ta dẹp thôi anh em nhá. Đấy, chứ cũng không có tham làm gì cả. Chứ còn lâu quá mà không ra xong bọn nó to lên nó đấm tôi đấy anh em ạ. Nó đấm mà cái lúc mà bị đấm rồi thì máu nó tụt nhanh lắm. Khi mà chúng ta không form được cái đội hình chuẩn của nó. Hai con súng uy tín luôn. Bắn rất đau. Gấu 2 này. Gấu 2 được. Gấu 2 cho vào thay cho con súng ra cũng được. Tôi nghĩ là con gấu này kẹp bít vào ngon hơn. Có thêm tăng cơ phía trên. Cái con Medusa này tôi sẽ run lên 2 sao thay cho con rồng anh em nhá. Con rồng thì late game thì hơi đuối. Còn con Medu thì tôi có thể kẹp cá vào để đánh với cái nhà mết cũng được. Chúng ta sẽ có thêm cái Celesi Marine nữa. Ok. Tôi nghĩ tôi sẽ roll đến round 26. Nếu mà nó không lên được súng 3 chắc là chúng ta cũng sẽ phải khô máu đấy. Phải roll hết tiền để ra súng 3 đấy. Chứ còn sau cái round đấy là bắt đầu yếu đi rồi. Thằng này sắp đi rồi này. Còn 3 máu. Không biết là chơi Clay hay là chơi 6 Warlock đây. Full này. Rao này khô máu luôn à. Rao này khô máu đi chắc hết tiền đấy. Xem nào. Từ từ đã anh em. Tôi không muốn khô máu rao này tí nào cả. Bán ngoài đi. Tôi không muốn khô máu cái rao này anh em ạ. Từ từ đã. Bình tĩnh. Thế này được rồi. Hai full lần rồi, chúng ta còn một con nữa thôi. Mà đằng nào cũng hai pro ở cái level thấp này thì tôi nuôi thêm với con Skull Hunter, con thỏ và con Exit Ranger lên được 3 sao luôn anh em nhá. Cho bọn nó lên 3 sao hết đi. Chúng ta chơi chất lượng thôi. Chúng ta không cần chơi số lượng. Đánh chắc lên level 8 là cùng. Lên level 8 kẹp thêm full lần nữa thôi là xong. Chứ còn cũng chả có tham lên 9 lên 10. Ok. Cứ full 3 sao là mạnh. Đó, có nhà đi rồi này. Để lại cho tôi cái món đồ rất ngon. Hai tia luôn. Quá tuyệt vời. Ra cái MOM thì chỉ có súng dùng được thôi. Chứ còn con full lần đâu có dùng được đâu. Nhưng mà ra cái hai tia là cả hai con đều dùng được. Đồ này là chia sẻ cho cả hai con. Con nào chơi cũng được luôn. Con này cũng được. Ok, súng này. Thế thôi anh em ạ, từ từ đã. Từ từ đã, không phải khô máu gì. Cứ tà tà. Có gì rao sau rồi khô máu. 26 khô máu.
Bây giờ là ra quái nên là chúng ta cũng không có cái gì phải vội cả. Mục tiêu là đưa tất cả bọn này lên 3 sao mà, nên là cứ đánh từ từ thôi. Random đi. Sau này không thấy có món gì ngon. Xem nào. Nếu mà trận này mà phải đánh với Witcher thì cái món này cũng ngon này. Chúng ta sẽ đánh với cái nhà Witcher. Giữ lại nhá. Ok. Rồi, ngon. Súng này, còn một con nữa thôi. Thôi không máu luôn. Một con súng nữa thôi. Ra đi. Ui lại ra gấu rồi, tôi chết toi. Làm nào giờ? Bây giờ phải vứt một con đi à? Tạm thời vứt con Skull. Tôi nghĩ là Skull vứt đi nhá. Để cái con Exit ngon hơn. Rồi thôi. Cái con gấu ấy thì từ từ đã. Rao này chưa khô máu đâu, tiền hết rồi. Ok. Thay lên 10 luôn ạ, vãi đái. God Warlock sau lên level 10. Ok, ok. Nhưng mà tôi giữ lại cái giảm hồi máu rồi. Tôi giữ cái giảm hồi máu rồi. Tôi nhận thấy là có cái nhà God Warlock là tôi đã giữ lại cái hồi máu, tôi chưa có rèn nó. Súng nó ra đi. Súng ra đi, giải tán cái hàng chờ cái. Đây rồi. Rồi rồi. Ok. Tạm thời như thế đã. Chúng ta có một chút nghỉ để hồi tiền. Lên được súng 3 sao là ấm rồi. Bây giờ là con Exit là còn 2 con nữa này. Con thỏ cũng còn 2 con nữa. Đấy, và con Skull Hunter thì còn 4 con nữa. Còn vô lần thì tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ tìm kiếm thêm. Đấy, tìm kiếm thêm. Thêm một chút nữa anh em ạ. Vô lần trong lúc mà roll kiếm những cái con khác còn lại nó lên 3 sao thì tôi sẽ kiếm thêm con vô lần. Thằng này ra là gấu mà không chơi Shaman Mage nhỉ? Sai lầm rồi. Ui ơi lại ra đây. Chết thật. Thế rao này lại phải khô máu á? Không, tôi không khô máu đâu. Thiếu một slot mua con gấu à? Thế up lên 8 nhá. Up 8 đi. Up 8 cho Fallen vào đánh luôn. Còn một cái slot hàng chờ thì chúng ta đưa cái con gấu này vào. Thế thôi anh em ạ, đánh thế thôi. Chứ còn không khô máu luôn con gấu 3 hay là Fallen 3 sao rao này làm gì cả. Lên 8 cái đã này. Để cho tiền nó hồi hồi lên một chút anh em ạ. Nó tiền hồi một chút. Trong lúc đấy chúng ta đã tận dụng được cái con Fallen 2 sao rồi. Để như này là Fallen 2 sao sẽ gọi ra một cái con tướng Fallen, nó cũng có cái khả năng của bọn Hunter để bắn nhanh. Đó. Rất là ok. Bây giờ cũng đang có chuối nên là tôi thấy là tôi có thể yên tâm được. Con súng nó lên được 2 sao rồi anh em ạ. Kết hợp với một con Fallen nữa. Fallen có đồ cũng có đồ lùn nhá. Tức là con Fallen nó cũng có hiệu ứng lùn. Đến từ hai con Fallen hóa ra ấy. Khá khỏe đấy. Xem nào. Có ra cái gì không nào. Đấy cũng ra gì đấy. Cũng ra gì đấy anh em ạ. Mặc dù đam là toàn bộ là đến từ con súng 10.000 đam. Con Fallen chỉ gây được 1.700. Trong khi đấy con súng gây được 10.000 đam. Nhưng mà anh em cũng phải hiểu là đây là con Fallen không có đồ và nó là 2 sao. Còn bây giờ lên 3 sao xem có hơn con súng không? Đương nhiên là hơn rồi. Một cái RO nữa chắc chắn là hơn, chắc chắn con súng luôn. Rồi, 9 Warrior cũng đã lên form được đủ bộ rồi này. Càng phết nhỉ? Nhưng mà thằng Insect thì nó lại chết rồi. Bây giờ không sợ nữa, Insect là ra đi rồi. Thằng Warlock chắc là cũng ra đi sớm thôi.
Warlock lên 10 nhưng mà còn có hai máu đấy kia. Tôi nghĩ là gặp những cái bộ khác thì ăn, nhưng mà gặp tôi hoặc là gặp cái bộ Clay chắc là đi. Không thể làm mà trụ được đâu. Kể cả có lên được Dark Spirit 2 sao hay chăng nữa. Thôi đi rồi, đi rồi, đi rồi, gặp tôi đi chắc luôn. Tôi còn giữ cái giảm hồi máu anh em ạ. Trời ơi, đỡ làm sao được. Phù lần quyết chứa hai con có cái giảm hồi máu. Eco của chúng tôi này, không có ai phá chuỗi đâu nhá. Eco một mạch luôn lên level 10 đấy. Quá khỏe anh em ạ. Bây giờ đổi thế nào? Chính ra bộ này cũng trở thành với bộ bí kíp đấy nhở. Fallen Witcher lên 3 sao chưa biết thế nào đâu. Biết đâu tối thượng luôn ấy. Để xem đã. Bây giờ chắc là tôi dừng lại ở level 8 tôi luôn Fallen 3 sao thôi. Tầm này thì thôi nhở. Chắc là hết mấy cái thằng hồi máu rồi. Có khi là chúng ta rèn hết những cái món đồ mà chúng ta không cần đến để kiếm một cái món đồ tím đi. Tôi nghĩ là đồ tím nó sẽ là cái sự lựa chọn đầu tiên, chứ không phải đồ cam đâu. Cần kiếm cái RO sớm cho Fallen Witcher. Kiếm RO sớm xong rồi dồn đồ cho Fallen. Chúng ta dồn đồ cho con Fallen 1 sao ấy, à 2 sao ấy, thì nó cũng, nếu mà cho cái con súng nó biến thành ấy, thì chúng ta cũng sẽ có thêm con súng 3 sao thôi. À con Fallen 3 sao thôi. Rồi không có đồ gì cả anh em nhá. Random. Quá ok luôn anh em ạ. Tuyệt vời. Như này tôi nghĩ là cái món RO từ từ đã anh em ạ. Như này có khi là bây giờ rèn thêm đồ cho súng ngon hơn ấy. Bây giờ cần cái bất diệt đúng không? Cần bất diệt hoặc là cái cướp điên. Ok thì lấy đồ cam luôn anh em nhá. Khoan đã, lấy đồ cam đã. Không có gì, thôi được rồi. Random phát thôi nào. Ui giời ơi, cái bất diệt anh em ạ. Thế thôi, xong rồi. Thế thì thôi, đồ để trên người con súng. Đồ thừa vứt cho Fallen thôi. Đồ thừa bây giờ vứt cho Fallen thôi. Chứ còn không có dùng Fallen làm co chính được rồi. Súng bây giờ nó toàn đồ chấn, đồ thế giới ở đây. Thế thì kẹp con Fallen này vào, nó cũng chỉ gọi là thêm được một chút đồ thôi. Cụ thể là ở đây là nếu mà Fallen biến thì sẽ chúng ta sẽ thêm được 4 đồ. Thêm được 4 đồ nhưng mà bớt đi một cái Selezi đỏ. Bớt đi một cái Selezi cộng mỗi con 150 máu thì nó cũng hợp lý thôi. Tôi nghĩ là một cái đánh đổi nó cũng hợp lý. Cho Fallen này vào là chúng ta có thêm Dam Demon nữa để đánh với cả một cái bọn Clay cũng được. Thậm chí là còn đánh ngang cơ với cả cái thằng Warrior này anh em này. Đấy, cướp điên rồi, có cướp điên ngon rồi. Có khi nào mà tôi giữ được cái chuỗi này đến hết không? Anh em nhỉ? Vớ vẩn giữ được cái chuỗi này đến hết game ấy. Thằng kia nó có chuyển sang Insect không đây? Hay là nó đánh beat? Level 10 rồi vẫn chưa thấy chứ, coi như là form của đội hình là sao? Ảo vậy. Hết tiền rồi kìa. Tức là roll nó đen đến mức mà nó không đủ bộ beat ấy hả? Hay là không đủ bộ Insect ấy hả? Tôi thấy nó để con mèo con heo vào từ đời là rồi mà vẫn chưa thấy lên được nhỉ. Trong khi đấy ra được mèo 5 đô rồi, tại sao không chơi bộ Saman? Lãng phí vậy. Có cả gấu mết, có cả mèo 5 đô mà không chơi Saman mết. Ok thầy đi rồi. Clay yếu thật đấy. Rồi đưa con gấu lên 3 sao nữa này. Rao này chắc khô máu luôn đi. Let game solo với cả Warrior. Đây rồi. Thiếu một con. Thiếu con Wizard nữa. Nhanh. À đây rồi, đây rồi. Được. Từ từ đã. Phải giải tán cái hàng này đã. Còn 20 giây. Còn 20 giây kịp không? Đây rồi. Ui rồi may quá. Hợp lý.
Vẫn đủ slot anh em ạ. Rồi nghỉ một round đã. Được đấy. Quá ok. Ơ kìa, tôi chết rồi. Phô lên ra đây là biến con súng. Thôi sao, tôi mất chuối. Mẹ ơi, cay thật. Có mất chuối không? Anh em nhìn có phô lần nào đấm kìa. Chưa chắc là mất chuối đâu nhá. Có phô lần nào đấm nhanh phết đấy. Mặc dù là không có đồ. Không được, không được. Không có đồ anh em ạ. Phô lần này không có đồ. Nếu mà con phô lần này có đồ tôi nghĩ là vẫn có thể thắng được. Ok. Thôi tách đội hình ra. Đứng tụm này vào là ăn cứt. Đứng tách ra anh em ạ. Đứng tụm ăn cứt luôn đấy. Thằng này nó chơi 9 warrior kẹp gót. Sau đó thì dồn toàn bộ đồ cho con thần chết anh em ạ. Cũng mạnh đấy. Nó để 9 warrior để nó counter vào tôi. Nó counter vào cái bộ hunter này. Chúng ta không có hút máu. Chúng ta không có kẹp kẹp hút máu vào. Nên là khả năng là thua là vẫn là cao ấy nhá. Tất nhiên là round trước là vì đen là cái con Fallen nó biến mất cái con súng thôi. Round này sẽ khác. Round này tôi sẽ biến cái con Skull Hunter thành một con Fallen khác. Ok. Lên, đúng rồi. Để xem là con Fallen 3 sao là có mạnh không nào. Được đấy. Quá ok luôn anh em ạ. Ôi giời, nhưng mà trận đấu kết thúc nhanh quá nhỉ. 36 là có khi là vớ vẩn là hết game rồi này. 36 liệu lên được Fallen 3 sao không? Fallen 3 sao là sẽ biến ra được hai con Fallen 3 sao đấy. Thêm được một con Fallen 3 sao nữa. Chúng ta sẽ có là tổng là 3 con. 3 con Fallen 3 sao. Có cái hiệu ứng của Hunter. Ui dồi ôi, bắn cháy lắm nhở anh em nhở. Để xem như nào nào. Hy vọng là nó sẽ lên được 3 sao ở round sau. Round sau chắc chắn là tôi sẽ roll hết tiền đấy. Mà nếu mà chúng ta kiếm được cái RO thì nó còn tuyệt vời nữa. Có một cái RO cho con Fallen. Sau đó round sau lên 3 sao thì kịch bản nó gọi là coi như là perfect. Hoàn hảo. Thế là nếu mà để như này thì cũng không sợ Hunter nó cũng không sợ cái bộ 9 warrior lắm nhờ anh em nhờ. Đây vẫn đấm như con mà. Sợ gì đâu. Ui rồi ôi, đây rồi. Quá tuyệt vời. Ra món tím chấn luôn này. Đây tôi sẽ đổi thêm một cái món tím nữa anh em nhá. Sách à. Sách cả cho gấu à. Sách với RO gấu. Đánh như kiểu đúng kiểu chơi beat ấy. Thế này thì dồn đồ cho gấu chứ dồn đồ quá cho Fallen. Nếu mà lấy sách thì dồn đồ cho gấu ngon. Nhưng mà thôi, tôi nghĩ là tôi sẽ dồn đồ cho Fallen thôi anh em ạ. Chứ dồn đồ cho gấu thì đánh nó lại không đúng kịch bản lắm, không đúng content lắm. Đấy, dồn đồ cho Fallen ấy để xem Fallen nó đánh mắc tốc thế nào. Mà round này suy nghĩ đồ hơi lâu nên là chúng ta không kịp roll nữa rồi. Không biết round này đối thủ bị kết liễu luôn không nhỉ? Mặc dù là cái bộ thằng đấy nó cũng counter vào bộ này đấy. Ủa anh em có nhìn kìa. RO là biến ra hai con Fallen 3 sao nhưng mà nó đấm cháy quá anh em ơi. Ui bắn nhanh thế. Mà hình như là nó còn dí vào cái con yếu máu ấy anh em ạ. Hình như thế. À không phải không phải không phải. Cái quả vừa rồi là bất diệt. Đối thủ bật bất diệt lên là nó chuyển mục tiêu thôi. Căng thật sự. Không biết là cái bộ này có liệu rằng có mạnh không nhỉ anh em nhỉ. Trông có phải uy tín đấy chứ. Liệu rằng có thể trở thành bí kíp được không? Hay là chúng ta làm tiếp nhá anh em nhá. Chắc là tôi sẽ phải làm cái bộ này thêm đấy. Trông rất có thể là sẽ là một cái bộ mạnh thế này. Tôi đánh giá là có tiềm năng đấy nhá. Không hiểu đâu, không hiểu đâu. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Rõ ràng là cái bộ Warrior là counter bộ Hunter mà. Anh em có thể chọn clip bên trái để xem nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải, vẫn là Warrior, Counter và Hunter thôi. Lạ nhở, thế mà sao trận này lại Hunter lại đấm Warrior sấp mặt vậy? Cũng thấy vô lý thật đấy. Nhở, tại sao đấy nhở? Anh em có thể giải thích cho tôi được không? Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc.
cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.